mình xem hai cái đầu này nhá, đúng không? Nó cứ tương đương là diệp này, gói ác lắm. Đây, anh thấy không? Dùng biết. Ừ, đứng như này nó vuông, nó không bị méo. Bẻ hai đầu này vào này. Mình ấn là hai ngón tay này ấn này. Ừ. Đúng không? Đấy, mình sật này, đúng không? Rất đơn giản. Vừa qua là một video mà cơ sở bên em hướng dẫn các bác về cách gói chân tầng đơn giản nhất, thì em tiện xin thông báo các bác luôn là shop em chuyên cung cấp vật tư về ngành ong mật, có địa chỉ ở tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, Tây Ninh, Bắc Giang. Các bác ở gần thì đến trực tiếp bên cơ sở bên em xem tham quan dây chuyền sản xuất chân tầng còn nhà em. Thế còn không thì các bác alo trực tiếp theo số điện thoại em để ở phần tiêu đề, phần mô tả các bác nhé.